Kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp tục chúng ta quyển sách toán lớp 1 của Chân Trời Sáng Tạo. Bài học là bài Em Làm Được Những Gì? Trang 123. Các con ơi, xin mời các con nhìn vào hình ảnh ở bên dưới. Các con hãy xem tranh. Đây là hình ảnh những chú chim sáo. Chúng ta quan sát những chú chim sáo thật kỹ nha. Rồi, các con hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu chú chim sáo đang bay và bao nhiêu chú chim sáo đang đậu. Bây giờ ta đếm số chim sáo đang bay. Cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên đây là 10. Bên đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên đây cũng 10 chú chim sáo đang bay. Như vậy ta có 20 chú chim sáo đang bay. Cô ghi số 20. Câu A nha các con. Rồi, có bao nhiêu chú chim đang đậu? Cô đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 chú chim đang đậu. Cô ghi số 8. Rồi, câu A đã xong. Ta đã đếm được số chim sáo đang bay và chú chim sáo đang đậu. Ta chuyển sang câu B. Câu B, tìm phép cộng thích hợp. Rồi, ta tìm phép cộng thích hợp nè. Cái này là dạng tách, gộp nè các con, gộp. Ví dụ như cô có 20 chú chim sáo đang bay và 8 chú chim sáo đang đậu, thì ta tổng cộng được 28 con chim sáo. Đó. Rồi, bên đây ta nói câu C, tìm phép trừ thích hợp. Cô có 28 con chim sáo, trong đó có 8 con đang đậu, thì sẽ có 20 con đang bay. Rồi, ta sẽ viết, ta quay lại câu B, ta sẽ viết cái phép tính cộng thích hợp. Rồi, cô sẽ viết nha. Ta có nè, 20 nè, con chim sáo nè, đang bay nè, cộng 8 con chim sáo đang đậu, thì ta sẽ bằng 28 con tất cả. Qua bên đây, ta tìm cái phép trừ thích hợp. Như vậy ta có 28 con chim sáo, tổng cộng 28 con chim sáo, mình trừ cho 8 con đang đậu thì sẽ bằng 20. Như vậy có 20 con đang bay. Đó. Như vậy, bài toán này ta sẽ điền cái phép cộng và phép trừ thích hợp. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một phần nữa. Rồi, câu số 2, số. Ở đây cô có số 10, 20. Bỏ trống 50. Như vậy, 10, 20 rồi tới bao nhiêu các con? Là 10, 20 đó. Rồi tới 30, 40, 50, 60, 70 nhé. 10, 20, 30. Này, 30 nè. 40 nè. 50, 60. Cuối cùng là 70. Xuống đây, các con nhìn cho cô. Cô có số 20, 21. Đây trống, trống. Rồi 24. Ở đây cũng trống. Như vậy 20, 21 thì các con hiểu đây là cái số theo thứ tự nè, từ nhỏ đến lớn nè. Ở đây sẽ là 19 nè, 20, 21. Rồi 22, 23, 24. Cuối cùng là 25. Cô có 73, 72. Rồi 70. Như vậy cô thấy giảm dần rồi. 72, 73 lớn rồi tới 72. Ở đây kế nữa là 71 nè, 70. Rồi 69, 68, 67. Đó. Câu số 3. Chúng ta chú ý câu số 3, dấu lớn, dấu bằng và dấu bé. Cô có câu A, ta so sánh 35 và 25.
Các con ơi, 35 và 25 số nào lớn và số nào bé? Đúng rồi, 25 bé hơn 35. Cô ghi dấu bé về 25. Khi dấu nào bé thì cái mũi nhọn sẽ quay về số đó. Tiếp theo, 27 và 24. 27 và 24. 24 bé hơn 27. 18 và 9. 9 sẽ bé hơn 18. Rồi, ta vào bên đây. Cô có 40 cộng 30. 40 cộng 30 là 70. 70 ở bên đây 60. Như vậy 60 sẽ bé hơn 70. Cô có 96 trừ 6 là còn 90. Bên đây 90 thì bằng nhau. Rồi, cô có 75 trừ 2. 75 trừ 2 là còn 73. Ở đây cô có 75. Như vậy 73 sẽ bé hơn 75. Chúng ta nhìn lại bài số 3 xem có gì thắc mắc không. Cô sẽ hướng dẫn lại các con. Bây giờ ta sẽ chuyển sang câu số 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự. Câu A, từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn. Như vậy, bé sẽ trước, rồi lớn sau. Cô sẽ sắp xếp nè. Số 34, 76, 43. Số bé là số 34. Sau đó tới số 43. Rồi tới số 76. Đó, cô sắp xếp rồi đó. Câu B, sắp xếp các số từ lớn đến bé. Như vậy lớn sẽ đứng trước, bé đứng sau. Số 38, 33, 40, số nào lớn nhất các con? Số 40 là số lớn nhất. Rồi tới 38. Cuối cùng là 33. Câu số 5. Câu số 5. Kim giờ chỉ số mấy? Đây. Bây giờ các con ơi, kim giờ chỉ số mấy nha? Này. Ở đây là 8 giờ. Vậy cây kim giờ chỉ số mấy các con? Cây kim giờ chỉ số 8. 8 giờ là cây kim giờ chỉ số 8. Cô sẽ dùng một cây bút, cô ghi vô đây. Cây kim giờ sẽ chỉ số 8. Đó. Tiếp theo các con nhìn qua bên đây. Các con nhìn qua bên đây. Bên đây là hình ảnh 4 giờ. Như vậy 4 giờ thì cây kim giờ sẽ chỉ số mấy? Số 4. Đó. Bây giờ các con theo dõi lại xem mình có bị vướng hay chỗ nào không. Cô nói lại, kim giờ chỉ số mấy? Ở đây cho 8 giờ thì cây kim giờ sẽ chỉ ngay số 8. Đây 4 giờ, kim giờ sẽ chỉ ngay số 4. Kim giờ sẽ ngắn hơn kim phút. Đó. Cô sẽ chuyển sang một cái phần bài tập tiếp theo, đó là câu số 6. Sắp xếp các bức tranh theo thứ tự sáng, trưa, chiều, tối. Rồi, chúng ta sắp xếp nha. Rồi, ta quay lại bài số 6. Sắp xếp các bức tranh theo thứ tự sáng, trưa, chiều, tối. Rồi, cô mời các con nhìn vào bức tranh ở bên dưới. Có bức tranh A, B, C và D. Chúng ta quan sát và xem bức tranh nào theo thứ tự từ sáng, trưa, chiều, tối. Đây, đây là cô thấy nè. Bức tranh đầu tiên là bức tranh có sao, có trăng. Có nghĩa là buổi tối rồi các con. Buổi tối con gà ngủ rồi nè. Đây, tranh này là buổi tối rồi.
Còn này là buổi mặt trời lên này, nắng rất là nhiều. Để nói lên đây là buổi trưa. Buổi trưa con gà đã đi tìm thức ăn rồi. Nè, các con nhìn ở dưới nè, có cái ánh nắng rọi xuống buổi trưa. Bức tranh câu C. Câu C, đây là con gà ngủ dậy, con gà gái nè. Ó o nè. Đó, ông mặt trời thức dậy. Và bức tranh này là bức tranh mặt trời bắt đầu lặn. Thì bức tranh này là bức tranh buổi chiều, con gà chuẩn bị vào chuồng để ngủ nè. Bây giờ ta sắp xếp nha. Sắp xếp sáng là bức tranh câu C. C trước nè, chúng ta nè. C trước. Sau đó tới sáng trưa, trưa là B nè. B. Sau đó chiều, chiều là D. Rồi, cuối cùng tối, tối là trăng sao lên rồi, là câu A. Đó. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài số 7. Xếp hình con bướm và hoa sen. Đây, hình con bướm và hoa sen. Hoa sen rất là đẹp, hình con bướm và hoa sen. Bây giờ ở đây cô không có giấy màu để xếp, nhưng cô sẽ hướng dẫn các con nha. Đây, ta nhìn vào đây. Thứ nhất, các con nhìn vào hình hoa sen đi nha. Thì cô thấy có nè, trước tiên nè, có nè, hai cái hình tam giác lớn nè. Rồi, hình tam giác nữa nè. Đó, hình tam giác. Đây là cái hình, hình vuông. Đó. Tam giác nhỏ luôn. Thì các con, đó, sắp xếp màu, các con cắt màu như vậy. Rồi các con xếp lại nha. Bên đây, hình này, cô có một hình tam giác lớn. Ở đây cô có một hình vuông, bên đây cô có hai hình tam giác. Đó, mình ghép lại. Tương tự, ở đây cô có một hình tam giác lớn, ở đây cô cũng có ba hình tam giác nhỏ. Đó, cô hướng dẫn cho các con rồi. Tiếp theo, xuống đây. Đất nước em. Hoa sen là một loài hoa rất đẹp của đất nước ta. Đó, các con nhìn xem hoa sen rất là đẹp luôn. Câu hỏi, trên hình có bao nhiêu bông hoa sen? Chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ở đây cô ghi số 10. Bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô ghi số 10. Đó. Bên đây cũng vậy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô ghi số 10. Bên đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cô ghi số 6. Rồi, ta đếm lại có bao nhiêu nha. 1 chục, 2 chục, 3 chục. 3 chục hay còn gọi là 30. 30 với 6 cái bông lẻ này là 36. Ta sẽ trả lời. Trên hình có 36 hoa sen. Có 36 bông hoa sen. Có 36 bông hoa sen. Đây là tổng cộng 36 bông hoa sen. 36 gồm có 30 và 6 đơn vị. Rồi. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con nhớ nhấn nút đăng ký kênh Dạy Tiểu Học để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.